Vâng, cô Trường Shop sẽ test cho quý vị và các bạn nghe một bộ sản phẩm gồm 3 thiết bị. Thứ nhất là một cặp loa Beoler CS99A màng FB. Tiếp theo là một chiếc đầu băng cối chạy băng 7 GX266-25 mã và một chiếc âm ly Samsung 9090DB. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của sản phẩm qua một bài test này ạ. Lòng buồn mênh mang, hãy đi con xuân sâu sẽ về. Này đã bao xuân rồi trôi qua, giờ xa trắng bạc sớm chiều vườn rau vườn cà, mẹ biết nhờ cây vào tay ai. Đêm nay núi rừng gió nhẹ sáng xuân, thoáng hồi mai nở đâu dẫu gì rồi con cũng về,
thôi. Dù cho em từng bay về. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm, quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng Âm Thanh Nữ Hạnh thì ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Nữ Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, clip này cô chủ shop xin kết thúc tại đây ạ.